Đây này, chỗ này nhiều cây đẹp nhưng mà ở đây cũng có xương cá này nhỉ. Cái này bao nhiêu chị? 2,5 triệu. Đấy, 2,5 triệu là rẻ hơn cả cùng à xét này chết. Cạnh tranh quá. Cạnh tranh quá. Đấy. Này mọc mọc đá ra. Hello các bác, xin chào. Các bác chợ Vạn Phúc hôm nay nhé. Cái rừng xanh, tác phẩm rừng xanh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây. 9 cây. Rừng này cũng ui rồi, có cả tắc kè à? Kỳ nhông à? Con này có cắn không? Có đấy. Cắn không? Ui rồi. Con này là con gì đây anh? Kỳ nhông. Con tắc kè nó đổi màu nhỉ? Bán cả con ấy à? Hay nào đấy? Đâu, cái loại này đi đây mà sống cây ở cây mà. Làm gì có anh? Thôi, xuống gặp rồi. Chỉ có trên rừng thôi chứ. Ở mình giờ đây. Đấy đâu ra. Chú bảo các con cây ở đây, chú không để ý. Chỉ có thạch trùng thôi. Đâu có cắn nữa đâu. Già này. Em nay em được con giả đấy chứ. Đấy, rừng thì có thú chứ, có rừng này. Làm móng chú nhá, làm móng. Tất cả làm móng hết nhỉ? Tất cả đều làm móng. 9 cây làm móng. Cắt giật cục kịch. Bao tiền đấy anh? 18 triệu, à, tức là 29, 18. 2 triệu một cây. Để ra nhìn đẹp. Đẹp. Lên cái khay đẹp thì nó khác ngay. Đấy, ăn hết vào nhau rồi đấy. Vâng, cây này mà cho khay đẹp thì đẹp. Nó ăn hết vào nhau rồi đấy. Bệ dễ ra ăn hết vào nhau rồi. Nhất cái là ra cả mảng luôn. Cầm một cây tóm được cả mảng. Đấy. Độc đáo. Về thả nước cũng đẹp. Độc đáo. Rừng xanh núi đỏ. Làm móng. Rừng xanh làm móng. Ở đây xanh ra mặt sau đây. Đấy, nhìn kiểu giống rừng châu Âu không? Rừng châu Âu mùa đông. Rừng châu Âu mùa đông, cái chậu này chắc dài khoảng gần 1 mét. Chậu dài 80. 60-80. Đấy. Khi là người khỏe là còn bê được ấy. Mấy tay rồi. Ôi ơi, lại trong phim rồi à? Dài ấy à? Sang tên đổi chủ à? Đấy, thế lại đấy vui bác. Đấy. Rừng xanh núi đỏ. Đấy. Chợ thế mới vui. Đây. Vẫn thiện. Đấy, đúng rồi. Đấy, đúng đông người quá. Nếu mà không à, con chưa thích luôn. Đây cực kỳ đẹp, đây đẹp đấy. Đây là cái cây này là cây hoa đầu sang, cây hoa sang nhỉ, hoa đẹp lắm, hoa đẹp đầu sang, dầu sang đấy, dầu sang, sang dầu. Cái hoa này nó màu gì? Màu đỏ. Đỏ. Trên phố thì thoảng có cây đó, nó trồng ở chỗ Điện Biên Phủ ấy. Có mấy cây nó lại nó nở xong nó có mấy cái hạt đen đen đẹp lắm. Trông quái. Đấy. Quái vật. Tên nó hay, dầu sang. Đúng rồi đấy. Trên phố mà thi thoảng hay gặp đấy. Nó nở nó có mấy cái hạt đen đen. Không giả bao tiền. Phủ thôi.
Dầu sang này bao tiền nhỉ bà chủ nhỉ? Dầu sang này bao tiền nhỉ? 3 triệu. Đấy, dầu sang cũng chỉ mua 3 triệu thôi. 2 triệu. 2 triệu dưới. Dưới. Dưới là mấy tiền ạ? 3 triệu rưỡi. Tuyệt vời. Đấy, toàn cây đẹp. Cây này đảm bảo cho tất cả các loại giấy tờ không bị trùng lắm. Tôi chưa biết hiểu. Cây này là cái gì và lạ thế nhỉ? Đây toàn lộc. Toàn lộc. Tuần lộc. Ồ đẹp. Tuần lộc. Thị. Này. Thị. Đấy. Cái chị là bao tiền ạ? 2 triệu. Còn cái này? 2 triệu. Mỗi cái 2 triệu. Đăng ký xe. Ai. Cái chị quái chưa? Đây cũng tị đây. À, đây là cái phèn đen này, rừng phèn đen này. Rừng phèn đen rất hay nhỉ. Thì có phải phèn đen không anh nhỉ? Thì giống cái phèn đen lắm. Tụi ông đi đâu mất rồi. Phèn đen. Đấy, hồng ngọc mai nhỏ nhỏ mà cầm tay vẫn còn đây được không? Sang bên này thì kết thúc rồi còn đi làm thôi. Loanh quanh mãi. Đấy. Cây của cán bộ đẹp quá. Cây cán bộ đẹp quá. Có chưa? Đấy. Tí nữa có cho sang Long Biên không anh? Chú thích đưa luôn chú nhé. Em không cho qua cầu thang được. Nhà trần. Cầu. Cầu. Ta muốn cầu. Cầu. Cầu ấy đắp vào nhà để vào cho cầu vào. Đấy. Chúc mừng. À có một thằng Tuyên Quang qua luôn món chú ạ. Hả? Cảm ơn chú hôm qua có một thằng. À thế à? Tuyên Quang luôn món. Lần này nó vẫn còn nuốt à? Nuốt qua món rồi. Sao không qua nó vừa mới xem? Tiền thì nuốt rồi nhưng mà ở trong bởi vì tao thì bận lắm tôi chưa chuyển được đâu. Ờ. Ship là tao đéo ship, gửi xe bố nhà em ngay bên xe rồi. Tốt quá. Nếu không tao trả lại tiền. Cây đẹp đấy nhỉ? Nào quay ra anh cái gái. À đấy. Cây chả biết cây của ai. Xuống lên Minh Tuấn bao tiền? À lên Minh Tuấn 5 triệu rưỡi. Rưỡi lên đường nhá. 5 triệu rưỡi. Ơi đẹp đấy. Đấy là của hàng của ai đây? Hàng của anh Lam Điền đấy. Lam Điền già cốc đế. Đấy. Song siêu này là bao nhiêu tiền đây? Song siêu con này là 40 triệu. 40 đồng. Wow. Tuyệt vời. Nổ số nổ số luôn nhá. Cây đẹp nổ số. 0985837909. Đấy, 0985837909. Ông nào chắc thuộc lâu ơi con gì nữa. Dưới nổ dưới lên Tuấn nhá. Đấy, nổ số đi. 0919. 833. 608 nhá. 608 đây là cây này nhá, ông này lẫn nhá. Đấy. Bắt đầu từ đây là để trái tim búp đỏ. Ôi, cây đấy bao nhiêu anh? Con này 15 triệu. 15 triệu. Nhìn ùn hỉn nha. Mông miếc hay. Nhìn biết rồi, cốt trậu ở hơn 20 năm. Hay đấy. Cơ bắp cuồn cuộn. Tuyệt vời. Đấy. Cà phê nào. Nhìn cái bộ chân màu bóng bệt là thích chưa? Đấy, thích chưa? Chưa. Anh à. Đề. Đề trái tim anh ạ.
viên có đông khách. Công viên đông rồi. Bận quá không sang. Cây này là đấy cấy thêm đúng không? Tử đâm mọc từ rễ đây đi ra. Thế à, hay quá. Đây này. Rễ đây. Ừ. Đấy, có cây này tử này mà cũng già. Để anh ạ, để trái tim. Cây đẹp ghê nhỉ? Vâng. Nó có tiền. Người ta nhờ thế thôi. Thế là vui rồi anh. Bán chịu. Hả? Bán chịu không? Đẹp. Rồi, tiếp theo đến... một người bê. À, một người ấy. Không nặng cho lắm. Đấy. Mà thiếu cái chất nữa là xong. Đang này rồi. Cờ bắp cuộn cuộn. Đang này rồi, đấy. Già công đế luôn. Cắt giật. Được. Sạch sạch sẽ. Chị gọi phải làm bao lâu thì xong rồi. Dạ. Chị gọi phải làm bao lâu thì xong. Nhanh không mà đang bắn đầy bầm. Cứ ra là có. Ra là có ngọn. Kia này bắt là xong. Trời, hai tay một ngọn rồi. Đẹp đấy. Bầm nó ra nhiều luôn. Vào việc, cây này sẽ cao khoảng 40, hơn 40 phân tí nhỉ. 40. 40. Đấy, 42 phân. Hoàn thiện khoảng 42. Sạch sẽ, cắt giật lâu năm. Đấy, bắt nhiều chỗ. Đấy, còn hàng này thì bao nhiêu tiền nhỉ? Rủi à? 2 triệu lên đường em ạ. 2 triệu. Đây, sạch 5 tiền. 5 tiền. Đấy, 2 triệu rưỡi. Đây, có tác phẩm đá này. Tấm mẩm đá này thì là 4,5 triệu. 4,5 triệu. Hay quá. Nguyên bản còn hòn này. Nguyên bản. Đây, nốt cái này. Này, 1,5 triệu. Làm liền này. 1,5 triệu, sinh làm liền. Đấy, đề đây. Toàn giá ấy mà. Ai muốn trúng đề không thì múc đi. À, muốn trúng đề thì kiêng cái này về. Đấy. Muốn trúng đề thì kiêng về. 15 triệu, có tác phẩm chơi đẹp, già cắt giật nhiều năm. Cái đám đi lấy trộm giật đấy. Đấy, nóng đừng để nóng nhá. Mất vui đấy. Ok, cây hay. Xin chúc anh giao lưu thành công. Nói người yêu mà nói nặng thế. Ok. Hay quá. Ôi, xong rồi đi, nóng quá rồi. Canh châu của ông à? Ừ, chân châu của ông. Bao nhiêu tiền đi ông? Con này 2 triệu. 2 triệu. Đáng quần thù. À, đẹp đấy. Bệ đẹp. Cộng hòa xét không bán cây rẻ thế. Đấy, rẻ. Giá lúc nào mềm cũng họ xít được chục cây mai hồng ngọc vào tận Tây Ninh. Ồ. Đấy, hôm nay cho số điện thoại đây. Hay quá. Chục cây à? Ừ, chục cây là cứ làm mà hôm nay bán 3,5 triệu, 350 một cây mà nhỏ. Cũng chip. Chip. Cái tiền tài khoản cho mình thì... Đúng rồi, chuyên nghiệp đấy nhỉ? Ừ, chuyên nghiệp. Ê, có gì đơn giản. Đâu ai tự tóc mà. Xếp tận Tây Ninh. Tây Ninh phải đi gửi sọt. Đó đi luôn. Hôm nào... chuyển khoản cho anh gửi đến tận nhà. Chuyển khoản gửi đến tận nhà luôn. Hôm nào... Hôm nào dạy cái món đấy hay không? Ơi, đơn giản có gì đâu. Cứ có số của NIT là nó bảo là ông chuyển cho cháu. Rồi, hay quá. Ok. Đúng là... Dễ. Công công mới cắt ra lên mầm. Thua ông đấy. Đấy, thua ông. Nghiệp đấy. Nghiệp đấy. Bán phát. Thanh niên. Ok. Thanh niên phải học đấy. Cứ tưởng không ship đi chứ chết thật. Đơn giản đâu. Rồi, hà đấy. Hà đấy. Thích rồi. Đây, cây cần thăng của Hà đấy. 2 triệu, một, hơn 2 triệu một cây. Hồi nãy bảo thế. À. Đây này một cây. Đây. Đây đồ cũ rồi. Ok các bác, thôi kết thúc chợ nhé. Ra. À ơi nhỉ, chết. Còn cây này nữa nhỉ. Bỏ qua rối xương cá nữa. À rối xương cá. Rối này bao nhiêu tiền đấy? 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. Con này đẹp nhưng mà khách không vừa lấy rồi. Không, con này chưa bán đâu. Ông muốn thì mai còn khách có đẹp không? Lại muốn cò từng tuyên. Chết, nó giả vờ. À thế à? Bỏ bán rồi. Rồi, đúng rồi. Quên, sai rồi.
về hợp đồng trước, hợp đồng tác chiến chưa phối hợp nhịp nhàng, chưa phối hợp nhịp nhàng lộ bí mật rồi, địa điểm lắm đấy, nhịp nhàng là dễ, nhịp nhàng là địa điểm lắm rồi. À, đây là 400.000 à? Đấy, ba củ. Thôi thì nó phải đi chết tôi. Đấy. Sau nó lại nhớ số mình. Nhớ số đấy. Ai bao nóng đây? Thôi bán thật đi. 400.000. Bánh bao đây. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với cả Cộng Hòa Xét. Cộng Hòa Xét. Không có hàng 400 mà. Mấy người ta Cộng Hòa Xét lấy lỗ làm lãi đấy. Có làm lãi mà lại đúng mày đéo á là người nhớ năm trẻ con. Này không quay thì quay thằng Dũng này. Mà Dũng này, Dũng này nổi tiếng lắm rồi nhưng mà Dũng là này không đục cây nữa, buồn lắm. Không cây đáp ứng rồi. Rồi ok. Đây này, chỗ này nhiều cây đẹp nhưng mà ở đây cũng có xương cá này nhỉ. Cái này bao nhiêu chị? 2,5 triệu. Đấy, 2,5 triệu là rẻ hơn cả Cộng Hòa Séc này chết. Cạnh tranh quá, cạnh tranh quá. Cạnh tranh quá. Đấy. Này mọc mọc đá ra. Nó nhẹ đấy. Đấy thật cái tượng mà đẹp nhỉ. Hay cái nhỉ. Tập võ ở đấy đẹp. Ông chồng cũng khéo tay phết. Đẹp, 2 triệu. Ôi tội không có số các bạn. À đây cũng có, đây còn một viên nữa này. Ờ à, đá. Bao giờ cũng rêu xanh ngớt, sạch sẽ, đẹp. Giao lưu đi các bác. Giao lưu cái trồng ấy. Chỉ vớt được tầm 1 lít thôi, được tư. Thì mới lên được. Thơm đấy.